Rồi, hello nha, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình Phước xưởng vịt máy Đầm Dơi, Cà Mau. Mình có review cho anh em xem 4 cái chân vịt Thái 3 cánh dùng áp dụng cho những con máy là 4T từ lòng 82 trở lên nha. Ở đây là dòng chân vịt này hiện tại là nó đang thuận thành. Anh em ưa chuộng, xài nhiều. Như ở đây thì dòng chân vịt ngày xưa thì nó có dòng vịt ba cánh cùi dài mà cánh xéo. Ngày hôm nay thì đúc ra những cái chân vịt ba cánh bầu tròn, cánh thái. Nói chung ra là cái chân vịt này thì nó áp dụng cho máy lớn thì nói chung ra rất là ok. Ngoài ra nó còn được chạy xuống tải rồi nọ thì không bựa máy nha. Nguyên lý hoạt động của nó là đi ít dướng bọc vô lục bình rồi nọ, càng lướt rất là hay. Thì ngày hôm nay mình bán qua mặt hàng này rất là nhiều, thì anh em cũng ưa chuộng, rồi mình review lên cho anh em xem luôn. Là ở đây như cái này em đang cầm trên tay đây, là cái chân vịt này em đã làm rồi nha. Làm rồi anh em dòm kỹ, là trên chân vịt có logo, có đóng vô chữ Phước. Đây, hàng này là em đã làm hoàn thành, là chuẩn bị gửi cho khách. Đây, mẫu mã rất là ok, làm 47 sạch sẽ luôn. Cái thằng này thì em bán rất là nhiều. Thì ở đây cái dòng vịt em đang cầm trên tay này thì nó chạy được cho thằng 4T82 84 tục bô ngang trong thùng đèn rút ra. Ngoài ra nó còn chạy được thằng 4T86 88 rồi này nọ, đó là chạy được ok nha. Nói chung ra là nó hoạt động cho những con máy đó là hiệu suất rất cao, chạy nổi, chạy tải gì cũng được hết. Nếu mà mình chạy tải á, thì nó lên máy phát máy gông nhẹ máy mà tốc độ có nha. Còn cái mẫu thứ hai đây là mẫu này, là mẫu thứ hai. Cái mẫu này hàng thô em lấy về thì nói chung ra em chưa có làm, thì sẵn review cho anh em xem luôn. Cái dòng chân vịt này thì nó áp dụng cho những con máy Isuzu 93, 95, 98 tục bô hay không tục bô gì mình chạy cũng được hết nha. Cái nhiên lý hoạt động nó thì nó cũng như giống như cái chân vịt này đây, thì nhiên lý nó hoạt động giống như vậy, nó vẫn đi tải được, đi nổi được luôn nha. Nói chung ra rất ok, không bựa máy. Thì em bán ở đây thì rất là nhiều mặt hàng này. Thằng này thì anh em nếu mà có xài rồi á thì khỏi bàn cãi về chất lượng hoặc là cái độ mượt mà của nó nha, chạy máy đó. Thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho anh em xem bốn cái chân vịt ba cánh dòng cánh Thái. Thì mình cũng gửi lời chúc đến tất cả anh em trong khoảng thời gian qua đã tin tưởng chân vịt Phước Đầm Dơi và ủng hộ chân vịt của mình. Thì một lần nữa mình gửi đến tất cả những người mà đã thời gian qua đã ủng hộ xài đồ của mình, mình chân thành cảm ơn. Khoảng thời gian tới này đây
Thì nói chung ra là có những cái mẫu chương trình nào mới lạ thì em sẽ review lên cho anh em xem hết tất cả để mình lựa chọn thích hợp cho những con máy mà mình đang hoạt động. Nhiều cái mẫu chứng dịch nó làm ra thị trường mà anh em á, có xài rồi thì mới biết được, còn không xài xài rồi á, thì mình cũng không có biết được là cũng như công suất nó hiệu suất nó như thế nào. Như nhầm anh em hỏi cái chân vịt này cái cùi nó dài quá, cái tâm cùi nó dài quá, mình xuống tải chạy được không? Thì đây sẵn mình trả lời luôn là chân vịt này tuy cùi cao nhưng mà bao cho anh em xuống tải mượt mà, máy chạy gông máy không bựa, mình qua cua rồi này nọ đó là nó không bị chạc nha, nó không bị chạc ngang nha, nói chung chạy đạt ok. Ngoài ra là mình chạy những con máy đặc âm nó cũng phát huy luôn nha. Nếu anh em nào xài máy đặc âm thì dòng chuyển dịch này nó cũng là một cái dòng chuyển dịch để mình lựa chọn vào cho cái máy đặc âm. Hiện nay thì thị trường thì cũng phổ biến những con máy đặc âm. Nhiều anh em là đặt những con máy là ECU 93, 95, 98, rồi những con máy thủy 65CV đồ nọ trở lên đó cũng rất là nhiều. Thì mình lựa chọn vào mẫu chứng dịch này thì mình đặt âm cũng ok nữa nha. Nó ngoài ra nó còn dòng lớn hơn nữa thì mình chạy, có thể ở đây thì em cung cấp cho anh em lên tới dòng dịch ba cánh thái này lên tới 6 máy. 6 máy chạy chạy trơn là có luôn nha, chứ không phải là riêng biệt như vậy. Thì nó có kích cỡ lớn nhỏ. Ở đây thì em quay cho anh em coi này là hai kích cỡ. Từ máy 4 máy từ thằng 82 cho tới 95 thì được nha. Còn nếu mà anh em nào xài những con máy 4 máy lồng một tấc lẻ em vẫn có là dòng dịch lớn hơn nữa. Thì những cái video trước đó em cũng đã giới thiệu qua rồi hết rồi. Thì nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà cái thằng này á là mình hoạt động cho những dòng máy là 4 máy chạy xuống, lồng 98 chạy xuống, còn những con máy mà lồng một tấc lẻ thì mình sẽ kết hợp chân vịt lớn hơn, cao cấp hơn nữa nha. Nếu mà anh em nào thấy video mình hay thì nhớ bấm vào chuông đăng ký kênh của mình, cho mình một like để hàng ngày mình cập nhật những cái video mới lên cho anh em xem. Như khoảng thời gian gần đây thì em cũng làm video rất nhiều để cho anh em xem không có bị nhàm chán. Nhiều khi là anh em hỏi sao mà lâu quá không đăng video lên, để cho mình xem. Thì ngày hôm nay em cứ cách một vài ngày thì em đăng lên một video hai video cho anh em xem, để nó cũng ở đây thì nói chung ra để trong đó nếu mà anh em xem nhiều, đăng ký nhiều vào kênh của mình thì mình cũng có đó một cái động lực để mình làm video lên gửi đến cho anh em xem. Rồi, cái video mình đến đây kết thúc rồi. Nếu mà anh em nào thấy hay thì cho mình một like, bấm vào kênh đăng ký kênh của mình để hàng ngày mình cập nhật những cái video mới lên nha. Nếu mà anh em nào có xài đồ bên dòng chuyển dịch đó thì cứ liên hệ qua số 0917 2010 79 gặp Phước là mình đó, mình sẽ chốt đồ cho anh em nha. Mình gửi ở đây thì nói chung mình ship hàng COD
từ Bắc vào Nam. Thì nói chung ra không giới hạn là anh em ở đâu, thì nếu mà đặt hàng của mình thì mình ship hàng cho anh em nha. Rồi, bây giờ mình đến đây kết thúc đây. Chúc anh em một ngày mới làm ăn phát tài nha.